Đồng Nai, bé trai 7 tuổi tử vong vì uống nhầm thuốc diệt chuột giống siro. Giá vàng liên tục giảm, về mốc 55 triệu đồng trên lượng. Truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu cá ở Quảng Bình rồi bỏ chạy. Godzilla vs. Kong dẫn đầu phòng vé. Nghệ An, ba thanh niên bốc đầu xe để khoe chiến tích trên TikTok bị phạt hơn 30 triệu đồng. 244 người liên quan ca bệnh nhập cảnh trái phép về Hải Phòng đều âm tính. Nghi chồng ngoại tình, vợ dựng lên màn kịch bị kẻ trộm lấy đi 500 triệu đồng. Tạo dáng chụp ảnh phản cảm trong chùa, hát gơn phòng ghim bị dân mạng ném đá không tiếc tay. Hoàng tử William được chọn là chàng hói quyến rũ nhất thế giới. Hy hữu, hai sản phụ ở Quảng Bình cùng lúc sinh ba hiếm gặp. Uống thuốc nam để sinh con trai, men gan tăng gấp 20 lần vì nhiễm độc. Campuchia và Indonesia đẩy mạnh tiêm chủng COVID-19, Philippines tái kiểm dịch cộng đồng. Có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng. Bắc Cạn, một nam sinh trường chuyên tử vong trong ký túc xá nhà trường. Trên 1.700 người dân huyện Nam Trà My được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Phê duyệt dự án khu công nghiệp Quế Võ ba gần 2.800 tỷ đồng ở Bắc Ninh. Bình Định, bị hàng xóm đánh tử vong vì hát karaoke gây ồn.